Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì theo như tiêu đề video, hôm nay mình có một chuyện hơi hơi chán trước. Mình ngồi lại mình dành vài phút mình quay video này mình kể cho các bạn nghe, chia sẻ cho các bạn. Cũng như là lưu lại cái kỷ niệm của mình thôi. Câu chuyện cũng chẳng có gì. Thì ngày bình thường thì mình đi làm. Hôm nay là ngày cuối tuần mình được nghỉ cho nên mình đi khám bệnh. Thì cái bệnh của mình là đó là cái thứ nhất, mình có cái mụn hơi bị lớn dưới tay này. Thì cái câu chuyện về cái mụn này cũng khá dài cho nên mình sẽ kể nó ở một cái video khác. Cái bệnh thứ hai là mình bị viêm tai. Cái chuyện viêm tai cũng hơi dài cho nên cũng sẽ có một cái video về cái chuyện viêm tai đó. Thì hôm nay thì mình đi khám bệnh. Cái chỗ mình đi khám là quận 1, mình thì ở Thủ Đức. Cách nhau tầm 18, 18 20 cây gì đó. Thì mình đi tới đó, tới gần cái chỗ khám bệnh nhá. Mình mua cái khung khung ảnh. Cái chuyện cái khung ảnh thì riêng à, không liên quan. Nhưng mà mình mua khung ảnh mình móc tiền ra mình trả. Thì mình phát hiện là mình để cái ví ở nhà, tiền là mình để riêng, tiền tiền lẻ là mình để riêng. Thì móc cái tiền lẻ đó ra thì mình mới nhớ lại cái ví nó không có ở trong cái ba lô này. Ba lô ví ngày nào mình cũng để ví trong ba lô hết. Thì lúc mà đi ra khỏi nhà mình xách ba lô lên thì mặc định là cái ví nó đi theo, ok không? Thì sáng hôm nay mình với thằng em đổi xe. Thằng em đi xe mình đi xe nó xong rồi đổi giấy tờ, móc cái ví ra khỏi ba lô quên bỏ vào. Dần tới lúc mình đi khám bệnh nhà mình xách ba lô lên rồi đi đi gần tới đó phát hiện là quên. Xong mình mới băn khoăn suy nghĩ, bây giờ cái chứng minh nhân dân thì ở trong cái ví, mà không có chứng minh nhân dân thì không có được bảo hiểm gọi là bảo lãnh nhá. Thế không được bảo lãnh thì phải trả tiền mặt trước. Mình mới coi lại thì trong ba lô mình có tầm 1,5 triệu. Thế là trong người mình tầm 1,5 triệu đó. Xong mình cũng suy nghĩ, xong rồi mình gọi điện mình hỏi cái bệnh viện. Để bây giờ không có chứng minh gốc, có bản photocopy thì có được bảo lãnh hay không? Cái photocopy thì mình lúc nào mình cũng có sẵn hết, mình để trong ba lô. Xong cái bệnh viện kêu là không được, nếu mà không không có chứng minh gốc thì xin hóa đơn. Thì ok, mình quyết định mình tới đó mình trả tiền mặt, mình xin hóa đơn rồi về gọi là claim lại ở với công ty. Tới đó mình khám xong cái tay hết mẹ nó 750. Okay. Xong từ đó mình chờ mình khám xong cái tay hết mẹ là 750. Xong đăng ký khám 750 là có tiền khám với tiền thuốc luôn. Xong rồi đăng ký khám tay, đăng ký khám không á thì hết 250, lại ngồi chờ tiếp để khám tay. Tức là mình hết 1 triệu đó. Xong ok chờ tiếp tới lúc mà ra lấy thuốc thì bác sĩ kê cho cái đơn tới 960 mấy ngàn, ra tính tiền thuốc không có tiền. Xong rồi bây giờ thì ví thẻ thôi là để trong ví, không có cái thẻ được luôn, không cách nào hết, còn có tầm 500 ngàn. Xong mình nói với chị đó là bây giờ không có đủ tiền. Thì chị đó bảo là giờ thôi về lấy tiền đi rồi chiều quay lại. Ok thì mình ra ngoài mình suy nghĩ tới lúc nãy giờ về Thủ Đức hết 18 cây, tại xuống đây hết 18 cây nữa, hết mẹ ba mươi mấy cây, sao mệt vãi vậy. Xong lúc đó mình nhắn tin với bạn mình hỏi coi có tiền mặt không, mình mượn bạn mình đang đi làm ở Gò Vấp.
Thì nó có dư, xong rồi mình mượn nó 500, nó ok. Mình chạy qua chỗ đó nó lấy, chỗ còn nó làm nó lấy. Thì bạn thân mình mới mượn tiền nha. Không thân không mượn đâu. Xong rồi từ chỗ bệnh viện qua chỗ bạn mình là tầm 6 7 cây gì đó. Thì gần hơn về nhà. Thì mình chạy qua chỗ bạn mình. Lấy mượn 500. Xong về ở kê thanh toán. Xong rồi lấy hóa đơn. À, hết mẹ nó gần 2 triệu. Thì cái chỗ bệnh viện nó là cũng kiểu kiểu hơi bị cao cấp chút, cho nên giá nó cao thôi. Thì lúc chạy xe về mình ngồi suy nghĩ là ô, tại sao bình thường mình cẩn thận như vậy mà đúng cái lúc mình không cẩn thận nó lại gây ra cái sự gọi là gì đó? Bất tiện như vậy. Đó, tại mình mới mới chán chán. Mình mới quay cái video này, nó chạy đi chạy lại chạy lòng vòng. Mệt. Vừa 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 cái thời gian chạy xe lâu thì chờ chờ lâu nữa chứ, mình đi từ sáng mà tới 3 giờ chiều mình về mới về ăn cơm được. Thì ngồi chờ trong bệnh viện đâu đâu dám ra ngoài đâu, về tới tới số mình mà nó trượt qua cái là mình phải chờ lại từ đầu á. Thì vậy thôi. Thỉnh thoảng mình cũng hay quay cái video như này ha. Nó sẽ hơi chán chán một chút. Thì, bởi vì vì chán cho nên quay mới quay mà. Thế cho nên nó sẽ chán thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới đây. Nhưng mà thì hy vọng là các bạn cũng có thể rút ra được bài học gì đó. Tức là lúc nào cũng cẩn thận. Thì chưa chắc đã không gặp vấn đề ha. Thì một chỉ cần một một lúc bất cẩn thôi là vấn đề, có thể gặp vấn đề to, rất là to. Thì ok, nói đi không phải nói lại thì cái chuyện hôm nay cũng chả có gì to tát, không có gì là phải lo, như tiêu đề mình đặt cho vui vậy thôi chứ không phải là gọi là khổ quá đâu. Ít ra mình còn có xe để mà đi, có chỗ để mà khám, rồi mình mình còn nợ nhưng mà ít ra mình còn còn trả có tiền để mà trả. Ok, cái xe sau này không phải xe của mình, xe của bạn mình. Vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này. Tất nhiên nó sẽ chán ha. Thì các bạn thấy có gì cần góp ý thì cứ comment cho mình. Thẳng thắn. Bạn thấy mình không không có nhìn vào camera ha. Mình nhìn vào cái gương đằng kia để cho nó biết nó còn quay hay không. Cái mút này bị lâu rồi. Hơn năm rồi. Hôm nay nó lại sưng lại. Thì khi khác mình sẽ kể chi tiết về cái mụn này cho các bạn nghe. Mình đi khám một lần rồi nhưng mà nó không có đẩy ra. Nó thành một cái cục. Cục nó chứa cái mủ cứng ở trong nó. Xong bây giờ nó lại đau lại. Ok, khi khác mình sẽ quay video nói về cái viêm tai này. Cái viêm tai này tức là cách đây mấy tháng mình đi cắt tóc. Người ta lấy ra tai cho mình. Xong rồi nó bây giờ nó bị viêm luôn, chứ trước đó là tai mình không bao giờ có lấy tai, mình chỉ cần vệ sinh sơ sơ là nó sạch rồi. Xong tới đó tự nhiên cái hôm đó mình hứng hứng lên kêu người ta lấy ra tai cạo lông cho mình, xong cái từ hôm đó lấy tai nó nhiều 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 vô cùng luôn, nó bít tai luôn, xong nó ù tai rồi. Bây giờ đi khám thì bị viêm tai rồi, vậy thôi. Thì lời khuyên cho bạn nào mà tai mà không có ráy tai á, hiện tại mà chưa có ráy tai thì đừng bao giờ mà đi cạo lông, đừng bao giờ để người ta chọc vào cái tai của mình. Vệ sinh nhẹ nhàng vậy thôi. Bác sĩ bảo mình là
cái tay mình đừng có đâm chọt nhiều, cũng không nên xài tăm bông, không nên xài ngoáy tay luôn. Nếu mà cảm thấy nó sạch thì đừng có đâm chọt gì hết. Vậy thôi, bác sĩ bảo vậy đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đúng 10 phút luôn hả? Bye bye. Hẹn gặp lại ở những video khác. Hơi đau. Sưng đỏ hết luôn. Đó. Nãy giờ mình nhìn thế này.